Rồi ok anh em nhá, vẫn tiếp tục là vì cái một tháng ra clip thì mình sẽ tiếp tục trong suốt với Sướng có những cái ưu đãi gì cho tất cả các bạn khán giả nhá. Đầu tiên thì đơn giản thôi, các bạn sẽ lập một cái nick để các bạn đăng nhập vào. Thì khi đăng nhập vào thì các bạn sẽ như nào ạ? Sẽ có một cái nhận quà khai trương này các bạn nhá. Click để nhận quà và cái này ngay nào cũng nhận được. Và cái lần đầu tiên ấy thì nó sẽ dao động từ một quân huy đến 200 200 mấy chục quân huy ấy. Thì sẽ nó đây là hoàn toàn miễn phí nhá. Các bạn chỉ cần vào lập nick, các bạn vào nhấp vào phần quà này, các bạn này nhấp này, mình nhấp này. Đây. Chúc mừng bạn nhận được 236 quân huy của Mơ Sướng này. Ngày mai bạn quay lại shop để tiếp tục nhận quà nhá. Chúc bạn sẽ nhận được. Rồi ok. Rồi ok, khi tất cả các bạn đã có quân huy rồi, các bạn muốn rút thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần này. Đấy, nhấp vào phần này có ý đi này. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần rút vật phẩm các bạn nhá. Đấy, nhấp vào đây. Thì nó sẽ hiện ra cái giao diện là rút kim cương và quân huy. Thì mình sẽ nhấp vào rút quân huy. Đấy, có 236 quân huy mình vừa rút đấy. Thì có từng cái gói rút một các bạn nhá. Đó là một là 105 quân huy, hai là 210 quân huy, ba là 425 quân huy và bốn là 1070 quân huy. Và xin chúc các bạn may mắn để các bạn rút trúng quân huy và mình sẽ nạp vào tài khoản các bạn nhé. Nhập tài khoản game và mật khẩu như này này. Cái này là hoàn toàn miễn phí các bạn nhé, hoàn toàn miễn phí dành tặng cho tất cả các bạn. Cho nên các bạn khán giả nào có nick rồi thì có thể vào đấy nhập và hên xui các bạn được 236 quân huy thì nhập rút luôn đấy. Rồi chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ nha. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục phân tích cho tất cả các bạn vì tướng Lindis ở phiên bản mua mới này. Nó sẽ rất mạnh và cực kỳ mạnh luôn. Và trước tiên ở clip thì các bạn đã vào shop mercer.vn để nhận quân huy miễn phí chưa? Thì dành cho bạn nào có nick mới các bạn nhé. Khi các bạn đăng ký một nick mới thì các bạn sẽ có cơ hội, các bạn sẽ có cơ hội nhận 1 cái đến 236 quân huy. Đó là cái ngày đầu tiên thôi. Còn các ngày tiếp theo thì các bạn sẽ vào và nhận, cứ mỗi ngày các bạn sẽ được nhận một lần miễn phí các bạn nhé. Đấy là quân huy miễn phí. Thì cho nên các bạn đừng quên bỏ lỡ cơ hội để có thể giành những cái quân huy miễn phí tại shop của mình để nhắm tiến tất cả các bạn khán giả. Còn ngày hôm nay thì khi đến nói đến bị tướng Lindis ở mua mới này, đặc biệt mình sẽ chia ra hai cái kiểu, kiểu Lindis đối đầu với máu giấy và Lindis đối đầu với các vị tướng máu hơi trâu một chút hoặc là đấu sĩ, chẳng hạn như Floor đi. Floor Bernard là một vị tướng máu giấy và thằng pháp sư nó cũng là một vị tướng máu giấy. Thì khi Lindis đối đầu với vị tướng máu giấy thì sẽ như thế nào ạ? Đây, từ từ các bạn nhá. Lindis thì các bạn biết rồi, mạnh nhất của nó là trong những cái bụi và đặc biệt giao tranh nào ở gần bụi thì đó là cái điểm mạnh của Lindis. Thì các bạn hãy nhìn bản đồ, chỗ nào nhờ bù nhất thì ở đó điểm mạnh. Đây, đặc biệt là ở khu rừng. Khu rừng của team địch là cái điểm giao tranh tốt nhất đối với tướng Lindis này. Tại vì sao là như vậy? Thì khi đánh ở trong cái khu rừng đấy thì chúng ta sẽ đánh vào cái thế công. Cách combo tối ưu nhất của vị tướng Lindis này như nào? Bắt buộc các bạn sẽ phải tích cho mình 3 cái điểm nội tài. Vì khi 3 điểm nội tài đấy thì các bạn dùng chiêu 3 thì nó sẽ rất là mạnh, mà gọi là mạnh mắc tâm của chiêu 3. Cho nên các bạn hãy nhớ rằng khi các bạn bắn vào tướng thì các bạn phải bắn cho mình 2 cho đến 3 phát mới được sử dụng chiêu 3. Thì chiêu 3 này các bạn sẽ có hai cách dùng tiếp. Một là các bạn công, hai là các bạn chạy. Khi các bạn đối đầu những vị tướng máu giấy ấy thì chúng ta sẽ dùng công. Thì chúng ta sẽ, chẳng hạn chúng ta sẽ đối đầu máu giấy như Brai này, hoặc là các vị tướng như thằng mít của nó. Thì khi các bạn bắn 2-3 phát các bạn sẽ lướt chiêu 3 lên và chúng ta công nó luôn. Còn khi đối đầu với Floor hoặc các vị tướng lao vào như Zuka Zaku chẳng hạn, những clip này không có, thì clip này có Floor, thì các bạn hãy nhớ rằng hãy bắn cho mình 1-2 lần và chờ Floor lao lên. Thì các bạn sẽ lướt chiêu 3 để outplay. Lướt chiêu 3 này theo thiên hướng lùi về các bạn nhá, chứ không phải là lướt lên để công thằng Floor đâu. Nó đấm các bạn sấp mặt luôn đấy. Rồi, vừa rồi thì các bạn đã hiểu được cho mình một chút đó là combo và cách đối đầu với tay ngắn tay dài. Rồi, cách combo đơn giản như vậy thôi. Và cách chơi như thế nào của vị tướng Lindis? Đầu game thì Lindis là một vị tướng farm khá tốt và kiểm soát mục tiêu khá ok. Cho nên cái việc ra đầu game chúng ta sẽ nắm bắt được cái, những cái di chuyển của team địch hoặc kiểm soát thì nó khá ok rồi. Cái pha này các bạn này, đây là cái thế công mạnh nhất của Lindis. Mình sẽ xuyên qua hai cái bụi cỏ này và lao lên. Đây cái pha này, lao lên bắn một phát xong lướt chiêu 3 các bạn nhá. Tiếp tục lại thêm cái thằng CP nữa, qua ngón lành các bạn ạ. Rồi mình phá một chút. Đây thằng Pain các bạn nhá. Thằng Pain là một vị tướng tay ngắn, nhìn tay dài mà thôi, nhưng combo nó là tay ngắn. Cho nên chiêu 3 này
để mà nói khi sử dụng với pen thì chúng ta hãy chơi thằng pen lao vào, sử dụng chữa ba áo lấy thì sẽ tốt hơn, chúng ta sẽ né được một đám, nhưng mà để mà nói né cả thì cũng khó, nhưng chúng ta sẽ áo nhanh là thằng pen là hợp lý nhất đấy, chứ không thể chạy thằng không chạy thằng pen đâu, thằng pen mà dùng dính chữa ba chúng mình đâu. Ôi rồi ôi cái phản này gần chết anh em ơi, không đủ hút máu anh em ạ. Rồi cái phán tạm như này đi, rồi chốt clip này thì mình muốn gửi gắm cho tất cả các bạn gì, đó là cái cách combo. Các bạn thường chơi lin dip, các bạn bị mắc một cái lỗi là các bạn vẫn nếu các bạn hiểu đấy mình không nói, nhưng mình chỉ nói cho các bạn bị mắc cái lỗi là các bạn chưa hiểu về cái nội tài của lin dip này. Ba cái chấm phía dưới đấy thì khi các bạn sử dụng chưa ba thì các bạn sẽ được mảnh mắc tối đa luôn, nên bắt buộc khi các bạn dùng cho ba công bắt buộc sẽ phải có ba cái điểm nội tài đấy. Thì làm sao để có ba điểm nội tài? Một là thì các bạn đánh quái này hoặc các bạn đánh vào người thì các bạn sẽ được nổ lên nội tài luôn các bạn nhé. Cho nên bắt buộc rằng chiêu 3 sẽ sử dụng khí tích 2 đến 3 nội tài trở lên. Đấy là chiêu 3 các bạn nhé. Rồi tiếp theo cái chủ chốt quan trọng nhất mình hướng dẫn các bạn ở đây, chiêu 3 sẽ dùng trong những trường hợp nào? Khi trường hợp đối với tay dài thì các bạn sẽ dùng vào công luôn, còn đối với tay ngắn sát thủ hoặc đấu sĩ lao vào thì các bạn dùng chiêu 3 để né skill hoặc chạy hoặc để áo nhay các bạn nhé. Đây chẳng hạn cái pha này thằng bờ rái các bạn nhé, bờ rái với sp của nó đấy. Rồi bên kia thì phải lo mình vẫn đập bụi, đây là cái giao tranh mạnh nhất của thằng Linus cho nên mình chả ngại cái gì hết. Thằng phải lo tao thách mi vào đấy, tao giết mình chết luôn cái thằng vớ vẩn này các bạn nhé. Rồi đây một trận đấu ở phút thứ 7 thứ 8 rồi, Linus thôi vì tưởng nó chơi giai đoạn này là mạnh nhất của nó rồi, cho nên giai đoạn này mà chúng ta không tận dụng cơ hội để kết thúc trận đấu, hoặc chúng ta không tận dụng snowball để cho team mình hoặc là ăn được nhiều trụ hoặc để cho team địch vào cái thế không có gì để phá thì late game Linus rất khó chơi. Tại vì sao mình lại nói Linus là mạnh nhất ở giai đoạn này? Bởi vì giai đoạn này là giai đoạn chúng ta có thể có mắt từ cái ba này. Thằng rồi một bảng một lo tiếp tục thăng tiến các bạn nha, từ bình tĩnh, còn mình còn chưa ba áo nháy này lao lên công luôn tiếp tục. Rồi quá ngon lành, cái gì thằng mít này làm sao, thằng mít làm sao? Rồi ok chưa ba anh hồi nha, bắn một phát rồi cái khoản chưa ba áo nháy phát, ok tuyệt vời, triple kill, hai phát triple kill các bạn ạ. Lý do Linus nó mạnh ở giai đoạn này không phải vì sức mạnh của nó các bạn ạ, các bạn biết lý do vì sao? Bởi vì cái lý do team địch và team mình sẽ giao tranh rất nhiều ở giai đoạn này, và đặc biệt là giao tranh ở trong những cái bụi này đấy, ở trong bụi cái rừng của team địch ấy là thế team mình công. Còn khi village game nếu mà team địch nó đánh có cùng thủ thì thằng Linus là một cái thằng phế vật, nó công thủ phế vật nhất trong các vị tướng xạ thủ các bạn nhé. Linus là một vị tướng phế vật nhất trong công thủ, cho nên nếu team địch mà chơi theo thế mà thủ nha mà late game ấy thì hầu như các bạn sẽ rất khó chơi Linus về late game, mình khẳng định luôn. Cho nên chúng ta sẽ tận dụng mọi thứ ở giây phút này, mình sẽ cố gắng đẩy quái cáo hoặc là cố gắng thôi cái pha này tập trung có mát thôi, đẩy quái cáo thì cũng sẽ có hiệu quả rồi cái pha này các bạn thấy. Ôi rồi một phát chết luôn các bạn ạ, đấy combo Linus một phát chết luôn anh em nhá, bắn một phát dùng cho ba đi luôn. Ôi cái lượng đá nó nổ chỉ mà ôi nó mạnh, nó mạnh chi luôn. Rồi bờ rai cày đâu một bắn chết luôn anh em ạ. Rồi tiếp tục phải lo tàu xích luôn. Đây các bạn xem này, từ từ chưa ba mình hồi mình sẽ lướt qua tường này làm gì. Cái ba phát mình thấy nổ hai ba phát chỉ mạng các bạn nhé, chưa ba con Linus nó mạnh, thực sự là nó mạnh cực kỳ anh em ạ. Cho nên hy vọng anh em chơi Linus này thì cái giai đoạn đầu game mình bị lag một xíu các bạn nhé, cho nên mình không có giai đoạn đầu game để hướng dẫn đầu game, nhưng đầu game thì chung quy là farm thôi, chúng ta sẽ farm ở giai đoạn đầu game và combat giao tranh đường rồng. Và cái farm vừa rồi trận vừa rồi thì cái đường rồng của ăn con rồng thì team mình có bắt thua và mình bị lag cái đoạn này, cho nên mình sẽ quay cái đoạn này không mà đê gì hết. Đầu game thì thực sự Linus rất là dễ chơi, ổi trong phần lo các bạn này, đấy máy quá đấy. Linus thì quan trọng nhất là từ level 4 cho đến phút từ 12 trở về, nếu tất cả các bạn không làm được cái gì nhiều thì mình hy vọng chúc mừng bạn đã sử dụng một con Linus phế vật, một vị tướng late game rất yếu các bạn nhé. Và đặc biệt rằng Linus trong các giải đấu như vậy đấy, nếu mà về late game ấy, thì chỉ còn cách để cho nó ra khỏi nhà, và đặc biệt đánh tốt nhất là trong khu rừng của team địch đấy các bạn thấy chưa. Cái cách của mình chơi khi nào cùng chơi team địch đánh nhau ở trong khu rừng của nó thôi, bởi vì ba trong khu rừng này có 3 đến 4 cái bụi cỏ, các bạn chỉ cần bắn xong một phát đấy, các bạn đi vào bụi cỏ xong các bạn rá, các bạn bắn bay phát đấy đi vào bụi cỏ, nó rất là khó chịu đấy. Cho nên cái thế chơi tốt nhất của Linus là ở trong hai khu rừng của team địch các bạn nhá, hoặc nếu mà team mình bị thua thế thì hai khu rừng của nhà mình
là một cách thủ nhà cũng khá ok. Còn Lindit nó không phù hợp cho thủ nhà này. Thủ nhà là thứ nhất, đứng ở trong nhà thì nó cũng có bụi cỏ mà cứ di chuyển như cái thằng say rượu vậy các bạn ạ, đi chậm đo cái thằng đây này, phơ lo các bạn nhé, bình tĩnh đây, bắn luôn đây. Còn chưa ba các bạn nhé, chưa kịp chưa ba đây, anh Vũ đã anh chơi rồi đấy. Ở nhà mình thủ nhà rồi công nhà thì đúng phế vật, cho nên là Lindit này chơi hầu như 80% các trận đầu thắng thì đánh kiểu mình áp đảo đầu game xong combat một phát tổng huyết thì là nên đẩy nha. Chứ để mà nói mà Lindit để mà đánh lết game mà đi đẩy nha, đẩy trù đừng bắn cháy như này các bạn ấy khó lắm. Mà thường nhá, nếu mà Lindit mà công nhà như này rất là dễ chết các bạn ạ, chỉ cần combat nổ đá thôi, các bạn mà chưa bá các bạn lướt vừa vẩn thôi thì thằng đấu sĩ sát thủ nó ốm các bạn, chết ngay lập tức luôn, không kịp ngáp luôn. Cho nên là Lindit thì khi các bạn pick Lindit thì hy vọng các bạn sẽ phải giải quyết cái vấn đề một trận đấu game thật nhanh. Và đặc biệt khi nào thì pick Lindit, đây là cái câu hỏi quan trọng này đấy. Khi nào nên pick Lindit? Lindit là một vị tướng nó phù hợp chơi, thực sự để mà nói thì cũng Lindit là một vị tướng không hoàn toàn cao tư ấy cả, không hoàn toàn cao tư ấy cả. Cho nên để mà nói khi nào pick Lindit thì đó là khi các bạn chuyển một khách để các bạn chế tốt và thích nó thôi, thì đó là một vị tướng các bạn chế tốt nhất. Để mà nói Lindit khắc chế thì khó lắm. Còn ví dụ khắc chế những vị tướng tăng hình, ví dụ như quý lén quý đồ thì giữa ai chơi nữa các bạn đấy, quý lén hoặc là các vị tướng tăng hình như Batman đặt mủng thì phải sai đánh cao thủ cao sao, bây giờ bắt mát thì vẫn có nhưng rất là khó gặp đấy. Thì cho nên là tại vì sao mình nói là ít khắc chế, bởi vì các vị tướng tăng hình thì hầu như người ta ít chơi đâu, chả bao giờ gặp đâu đấy. Cho nên là Lindit này chỉ là một vị tướng các bạn thích thôi, thích và các bạn chơi tốt một chút thì các bạn sẽ làm hiệu quả. Chứ để nói nó cáo tơ ai hay ai cáo tơ nó thì mình để trả lời được. Nói chung Lindit sẽ bị cáo tơ các bạn nhé, chỉ có Lindit bị cáo tơ thôi. Rồi ok, cái trận đấu này thì mình nghĩ là khá ok thôi. Mình đã làm ở đấy phút 13 lết game rồi các bạn ạ. Đấy cái pha này không bắt lẹt nó thì win này rồi ok. Bắt lẹt nó rồi thì mình sẽ đẩy quái cao lên có hai đường rồi. Đẩy tăng pin các bạn này. Đấy chơi nó luôn, bật cung tam ma lên xúc nó luôn các bạn. Ok xong. Đấy giải quyết trận đấu xong rồi. Và hẹn gặp các bạn ở những clip sau nhá. Và xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và đừng quên đo shop mà xương. .vn để nhận quân huy miễn phí các bạn nhá. Rồi ok, tất các bạn ấy mai. Yêu bye bye.